Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hậu Giang, ba người đeo khăn tang giả để thông chốt kiểm dịch. Lực lượng chức năng huyện Vị Thủy, Hậu Giang phát hiện ba người trên xe ô tô đeo khăn tang giả để thông chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. Tối ngày 21 tháng 8, cơ quan chức năng huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, đưa ông N.V.T 64 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và ba người cùng quê Kiên Giang vào khu cách ly tập trung. Những người này đi xe 16 chỗ biển số 50F00720 do ông Tê cầm lái. Chiều cùng ngày, chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ 61C đoạn qua xã Vị Bình phát hiện ông Tê chở một thanh niên và hai phụ nữ. Lúc này, ba khách trên xe đều mang khăn tang. Lực lượng trực chốt đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 làm việc với ngành chức năng, cả ba người đi trên xe khai nhận là công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, các công nhân thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên quyết định về quê để tránh dịch. Để qua mặt lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, cả ba đã đeo khăn tang giả để cán bộ kiểm dịch nghĩ gia đình có tang mà cho qua. Sau khi nắm thông tin việc phát hiện vụ thông chốt, để động viên tinh thần cán bộ chống dịch, lãnh đạo huyện vị thủy quyết định thưởng nóng lực lượng tại chốt số tiền 5 triệu đồng. Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang, Đến tối ngày 21 tháng 8, địa phương này đã ghi nhận 395 F0, trong đó 219 ca khỏi bệnh, Hoàng Tùng